Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Trống Việt Thương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cái series hướng dẫn học trống cơ bản. Thì hôm trước chúng ta đã học về một cái điệu 8 bit, một điệu 8 bit rất là cơ bản và chúng ta có thể ứng dụng lên những cái bài hát mà mình yêu thích. Thì hôm nay Vũ sẽ hướng dẫn mọi người cái cách biến tấu nó đi. Ví dụ như hôm trước mình học là một cái điệu 8 bit như thế này. Thì hôm nay mình sẽ vẫn là trên cái nền 4-4 và chúng ta chỉ cần làm vài động tác nho nhỏ là chúng ta có thể đổi từ cái điệu này thành một cái điệu khác. Thì nếu mà các bạn đang ở nhà hoặc là đang có gần bộ trống thì chúng ta sẽ lấy viết và giấy ra, chúng ta kẻ một cái ô như thế này và chúng ta ngồi lên trống. Chúng ta sẽ bắt đầu, đầu tiên là kẻ ô xong chúng ta sẽ bắt đầu chia. Đó là trục chia là 1 nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4. Đó, thì nhịp số 1 đây, nhịp số 1 nè, nhịp số 2, nhịp số 3, nhịp số 4. Đó, cái hôm trước vẫn là 1, vẫn là ngay dưới đây là và nè, 3. Đó, cái kích nó đang nằm vị trí và của nhịp số 2 và 3 của nhịp đầu tiên của nhịp số 3. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đổi vị trí những cái kích để chúng ta sẽ có một cái những cái điệu khác. Ví dụ như cái tiếng kích đang nằm đây mà mọi người không muốn nằm đây nữa, mọi người muốn cho nó qua đây, ví dụ vậy. Đó, xóa này đi, ví dụ xóa này đi. Đó, và cho nó qua bên đây. Đó, thì bây giờ nó sẽ chuyển thành là ba và. Đó, nó sẽ đánh khác đi. Ví dụ mình sẽ đánh cho mọi người nghe nè. Đó, chúng ta sẽ đọc trước nè, 1 và 2 và 3 và 4. À, rồi. 1 và 2 và 3 và 4. 1 và 2 và 3 và 4. Nó chậm nè. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Đó. Hôm trước mình cái bài của mình trước là mình học và ba, mình sẽ đánh hai cái điệu để mọi người thấy sự khác nhau nó nha. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Đó, rồi, điệu hôm nay. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Đó. Sự khác nhau nó là cái ngay cái vị trí của cái kích nè. 1 và 2, hôm trước 1 và 2 và 3. Nhưng bây giờ đổi lại 1 và 2 và 3 và. Đó, cái kích từ bên này nó chuyển bên này. Rồi, nếu mọi người muốn sáng tạo thêm một cái điệu khác nữa thì chúng ta có thể thêm một cái tiếng bass vào đây. Đó. Đó, ví dụ một bass vào vị trí sau nhịp số 4 này, chúng ta sẽ có cái điệu như thế này. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Đó. Bằng những cái động tác nhỏ nhỏ thôi chúng ta có thể sáng tạo ra một cái điệu riêng của mình, hoặc là chúng ta để ở đây nhưng mà chúng ta lại thêm một cái tiếng bass vào đây nữa. Đó. Bass vào vị trí và của nhịp số 1. Đó, chúng ta có thể có thêm một điệu khác nữa. 1 và 2 và 3 và 4 và 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 1. Đó. Bằng những cái động tác nhỏ nhỏ thêm bớt những cái tiếng bass thì chúng ta có thể đổi thành một cái điệu khác rồi, hoặc là chúng ta có thể thêm ở vị trí snare. Nhưng mà mọi người nhớ lưu ý là ở trong cái trống nhịp trống cơ bản á, thì mọi người sẽ gặp nhiều, rất là nhiều, đa số là tiếng snare và tiếng snare sẽ nằm ở nhịp 2 và nhịp 4 trong nhịp 4-4. Nó không sẽ rất là ít bị đổi dời vị trí đi nha. Rồi chúng ta sẽ là ví dụ chúng ta sẽ thêm
vị trí snare vào đây nữa. Đó, một thêm một cái vị trí snare vào. Rồi chúng ta sẽ có một cái điệu như sau. Nói có điệu như sau. À, 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 2 và 3 và 4 và 1. Rồi đánh nhanh lên nè. 1 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1. Đó. Nói chung là tất cả các cái điệu trống cơ bản thì nó sẽ, nếu mà những điệu trống cơ bản của 8 bit thì nó sẽ nằm hết trên cái khuôn nhạc này, tất cả các điệu nhạc luôn. Những điệu cơ bản thôi nha, nhưng không mình không nói những cái bài, những cái điệu khó khác, nhưng mà điệu cơ bản thì chúng ta, nó đều nằm hết trên cái khuôn nhạc này. Nó chỉ đổi vị trí những cái nốt nhạc, những cái tiếng bass, tiếng kick, tiếng snare, tiếng hi-hat, nó đổi vị trí cho nhau. Đó, từ đây qua đây, từ 3 qua 4 hay là 4 qua 2 hay là vài gì đó thì nó đều nằm trong cái bảng này hết. Chúng ta chỉ cần tập đọc thuộc cái bảng này thì chúng ta có thể dễ dàng nghe một bài hát. Ví dụ chúng ta mở một bài hát lên, chúng ta nghe, chúng ta sẽ nhẩm theo cái nhịp trống đang đánh là cái gì, và chúng ta sẽ lấy giấy viết ra, chúng ta ghi cái điệu mà cái bài hát đó đánh lên một cái tờ giấy, rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn vào cái tờ giấy đó, chúng ta sẽ tập lại theo cái bài nhạc đó. Đó là một cái cách để mình có thể biến tấu và mình có thể tự tập ở nhà. Nói chung là nếu mà các bạn muốn giỏi thì dĩ nhiên là các bạn cần phải có một người thầy, và các bạn phải đi học ở những cái trung tâm hoặc là những cái người thầy nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng mà để mục đích với giải trí thôi, chỉ vui chơi ở nhà với gia đình bạn bè mình thôi, thì cũng có thể tìm hiểu cái như thế này và sẽ có cách để mình vui chơi ở nhà riêng của mình. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cái cách mà biến thể những cái điệu trống mà theo những bài nhạc mà mình ưa thích bằng cách thay đổi những vị trí của những cái nốt nhạc ở trong cái điệu nhạc 8 bit và trên nhịp 44 này. Các bạn có thắc mắc thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới của video này. Thì cảm ơn mọi người đã xem video, và các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương.